đang livestream với cái tên Ghiền Thảo Nguyên, nữ streamer sinh năm 1997 gây ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp thu hút người xem bởi phong cách lên sóng nhí nhảnh, đáng yêu. Thế nhưng nếu là những thế hệ chơi game của 3 năm trước hẳn fan đã rất quen mặt với cô nàng này. Có tên thật Lê Hoàng Thảo Nguyên, biệt danh Thảo Chip, là một nữ streamer quen thuộc của làng game Việt. Nổi tiếng khá sớm, từ năm 2018, Cô nàng nổi danh với kỹ năng chơi game có tiếng trong làng liên minh huyền thoại và thu hút được nhiều người theo dõi trang cá nhân Facebook của mình. Trở lại chi hát gần đây, cô nàng chuyển sang livestream với tựa game đấu trường chân lý. Bên cạnh việc tập trung leo gian, cô nàng còn thường xuyên chém gió, tâm sự, giao lưu với người hâm mộ theo phong cách gần gũi, thoải mái, tự nhiên nhất. Vậy nên chuyện cô nàng bị fan chêu đùa ngoại hình thiếu nhi hay TV màn hình phẳng không phải là chuyện lạ. Mới đây, để đập tan tin đồn thất thiệt về tâm hồn, khiêm tốn, nữ sơ chim này đã đầu tư chuẩn bị một bộ trang phục sexy, quyến rũ. Với thiết kế bộ váy, vòng một của người mặc sẽ được tôn lên và phô da đáng kể. Có lẽ mục đích của cô nàng này là chứng minh cho người xem thấy, cô cũng sở hữu vóc dáng, rất gì và này nọ, chỉ là bình thường không thích khoe mà thôi. Không chỉ chụp hình bình thường, Thảo Nguyên còn vừa nhảy sexy vừa quay clip. Trong lúc cúi xuống, thấy chiếc áo có khả năng hớ hên, nữ streamer kéo phần vải tre ngực lên, khéo léo khoe được vòng một không quá ngồn ngộn nhưng cũng nở nang bất ngờ khiến cho cư dân mạng hào hứng bình luận dành nhiều lời khen. Tất nhiên cũng có nhiều ý kiến ngờ vực. Chị tải video của ai vậy? Phật chắc luôn. Tâm hồn lớn bất ngờ. Nhiều fan bày tỏ sự bất ngờ. Từng chia sẻ muốn thay đổi từ phong cách trẻ trung, nhí nhảnh sang trưởng thành và gợi cảm hơn có lẽ đây là bước đi đầu tiên để thực hiện mục đích ấy của thảo nguyên trăng ảnh internet